Và thưa quý vị, giống như là từ đầu thì Lê Thái có nói với quý vị là chương trình ngày hôm nay có một điều đặc biệt, đó là phần 3 chúng tôi sẽ có một cái video do trong phòng kỹ thuật sẽ phát ra, và Như Huyền và Lê Thái sẽ là hai người được coi ở trong cái màn hình này, và chúng tôi cũng sẽ phải, cái nhiệm vụ của chúng tôi là phải trả lời cái câu hỏi, và ở trên bàn là một cái câu hỏi và ở trên đây là một cái đáp án, mà thật sự là 100% là Như Huyền và Lê Thái hai người không có biết cái câu hỏi này và có câu đáp án. Và chúng tôi phải trả lời theo yêu cầu của bên đài làm, thì đây là một cái hình thức mà chúng tôi thấy cũng rất là hay, để mà chúng ta xem được cái độ mà nhạy của Như Huyền và Lê Thái, cũng như là chúng tôi nếu mà áp dụng được cái này vào trong chương trình Cà Phê Sáng thì có thể là trong những thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ làm nhiều hơn cái video, và cũng mong nhận được những cái comment cũng như là những cái chia sẻ ý kiến của quý vị. Khi mà quý vị xem cái video đó thì quý vị có cảm nhận như thế nào, có comment hay là có ý kiến nào có giống cái ý của Như Huyền hay là giống ý của Lê Thái hay không. Thì bây giờ là chúng tôi sẽ bắt đầu bên phòng kỹ thuật chắc là sẽ phát video, và Lê Thái và Như Huyền sẽ được coi ngay sau đây. Xin mời. Wow. Wow. What is that? Quá. Cái đó cái gì? Tay, ngón tay. Em biết là ngón tay, nhưng mà tại vì em thấy là cái nó lôi nhau lôi nhau. Cái ngón tay, nhưng mà ngón tay đó nó có một cái móng chụp lên em nghĩ là cái ngón tay giả, hoặc là có một ngón tay giả chụp lên. Em nghĩ là cái ngón tay giả. Lê Thái và Như Huyền vừa mới coi, với quý vị cũng thấy video rồi, một cái video rất là ngắn, nhưng mà thật sự là đang không biết là cái câu hỏi mà đưa ra như thế nào. Nó sẽ như thế nào? Ok, Lê Thái sẽ lấy câu hỏi. Là Như Huyền và Lê Thái sẽ trả lời hai câu hỏi này thưa quý vị. Em anh chị nghĩ cái video này là thật hay chỉ là ảo thuật? Anh chị nghĩ cái video này là thật hay là chỉ là ảo thuật? Theo Lê Thái thấy thì không biết, nhưng mà theo Lê Thái thấy thì là đó là cái làm là cái video ảo thuật. Ảo thuật, em nghĩ là ảo thuật Em nghĩ là ảo thuật, tại vì em không biết nha, em nghĩ là vậy thôi, tại vì nhiều người có một cái suy nghĩ khác nhau, khi là mình sẽ thấy nhiều khi mình bị đánh lừa, nhiều khi mình thấy cái đó là ảo thuật, nhưng mà thật sự nó là cái video thật. Nhưng mà Thái sẽ đưa ra một cái ý kiến riêng của Thái. Chị Như Huyền nói là sao? Theo Nhi nghĩ đó là cái video thật thưa quý vị, mà nhưng mà chụp cái móng tay giả lên trên. Vậy là ảo thuật. Cái video thật, cái video này là thật hay là chỉ là ảo thuật? Có nghĩa là cái video này là nó là có thật rồi, nhưng mà là ảo thuật hay là cái ngón tay thật đó? Ngón tay thật, nhưng mà chụp cái ngón tay giả lên. Cái ngón tay thật chụp cái ngón tay giả lên. Thì Lê Thái nghĩ đây là ảo thuật cũng vậy, là có nghĩa là nếu ảo mà thuật chị... là mình phải trick người ta chứ mình phải nghĩ là không có thiệt. Vậy nếu như mà chị nói là cái video đó là thật, nhưng mà là chụp cái ngón tay giả lên là giống như ảo thuật. Không có, đó là ảo thuật đó. Cái đó cũng là ảo thuật. Nếu như mà chị Như Huyền nói cái khía cạnh đó thì Lê Thái sẽ nói cái video này là thật, tại Lê Thái muốn nói khác chị Như Huyền. Rồi cái đó là cái câu hỏi thứ nhất. Em thích đổi về, tại em muốn xem là cái video này nó như thế nào. Tại vì mình phải nói ra hai cái ý kiến khác nhau của mình. Chị muốn nói cái ý đó thì em phải nói ý khác. Nếu mà ảo thuật là mình phải không biết đó là giả luôn. Ảo thuật có nghĩa là người ta lừa mình, nhưng mà thật sự là nó là thật, hoặc là nó là ảo thuật. Đó, thì bây giờ thôi đợi từ câu thứ hai đi, câu rồi mình sẽ nói. Cái câu thứ hai là nếu là thật thì tại sao lại bị như vậy, và nếu không thì anh chị đoán trò ảo thuật gì đang diễn ra? Đọc lại là em cũng chưa hiểu câu hỏi ha. Đúng rồi, em nói là... Nếu là thật thì tại sao lại bị như vậy? Lại bị như vậy là có ngón tay nhúc nhích, mà một cái ngón tay thì trong mà có ánh đèn. Nó chiếu ánh đèn đó. Quý vị thấy đây, coi lại cái chuyện thôi, chuyện coi lại. Đúng rồi. Nếu là thật thì tại sao lại bị như vậy? Và nếu không thì anh chị đoán trò ảo thuật gì đang diễn ra? Ok, rồi em đoán rồi. Bây giờ chị nói trước đi, chị nói trước em đoán ra rồi. Theo chị thấy là giống như là sử dụng cái ánh sáng để mà làm cho cái ngón tay nó mu y chang là thiệt vậy đó. Nhưng mà cái trong đó là cái mà ngón cái đó tay... là ngón thiệt hay ngón giả? Cái ngón đó là ngón, cái ngón chụp ở ngoài là ngón giả, ngón mà ngón trong là ngón giả. Thiệt. Theo Nhi là như ngón, vậy. Ở trong ngón thiệt có nghĩa là cái ngón mà nhúc nhích ở trong là ngón thiệt. Ngón thiệt. Là cái ngón mà chụp là cái ngón giả. Ngón giả, tại vì ngón giả em đâu có thấy nó move đâu.
Ok, rồi. Rồi, ok. Bây giờ theo ý kiến của em á, có nghĩa là khi em coi cái video này, thưa quý vị, thì Lê Thái thấy là có cảm giác là nó lấy cái ánh sáng để mà nó lừa mình. Có nghĩa là khi nó quay video á, là ánh sáng từ trên, thì cái phần nhúc nhích cái ngón tay đó, theo em nghĩ nha, là nó nằm phía bên trong của ngón này. Có nghĩa là nó lấy cái độ sáng để nó chói qua, nó thấy cái phần da thịt của mình. Thì khi mình mu cái ngón tay kế bên của nó đó, khi mình mua cái ngón tay kế bên của nó thì mình thấy cái sự chuyển động, mình tưởng là người ta sẽ đeo một cái ngón giả vô để người ta mua nó, nhưng mà thật sự là nó là cái ngón tay thật. Thì cái đó là ý kiến của em thôi, em không biết là đúng hay không. Chỉ là nói là cái ngón giả để mà đeo vô nó mua ở trong đó là ngón thật. Nhưng mà em nói là hai cái ngón đều là ngón thật hết, mà nó đánh lừa mình thị giác qua cái vấn đề ánh sáng thôi. Và cái người quay phim là cái người rất là khôn. Nếu như người ta đeo cái ngón giả vào để người ta quay thì tất chắn là nó sẽ ra cái câu chuyện là nó rất là dễ dàng để chúng ta đoán rồi. Thành ra đó là cái ý Lê Thái. Thì bây giờ là hai câu hỏi mà bên phòng kỹ thuật đưa cho Lê Thái đây. Câu thứ nhất là anh chị nghĩ video này là thật hay là chỉ ảo thuật? Cái câu thứ hai là nếu là thật thì tại sao lại bị như vậy? Và nếu không thì anh chị đoán trò ảo thuật này gì đang diễn ra? Thì Lê Thái và Như Huyền đã có hai ý kiến riêng của mình rồi. Thì sau đây là cái câu hỏi. À, cái cậu Quỳnh này trong này cũng hơi khó ưa đưa cái gì rồi khó đưa cái gì hơi bị khó. Và đây là cái đáp án, thưa quý vị. Lê Thái và Như Huyền cũng không được coi ngay từ ban đầu rồi. Giờ Lê Thái xem và sẽ mở đọc cái đáp án ra coi. Ok. Những gì anh chị thấy là thật. Video này từ một TikToker tên là John Hagadon. Nhiều chuyên gia và bác sĩ sau khi xem video trên đã đưa ra giả thuyết lý do có tình trạng như trên là vì phỏng hóa chất cấp độ 3. Các mô mềm trong ngón tay đã tan chảy, và ngoài ra có một số video quay lại cảnh ông ấy cầm lưỡi dao lam razor blade đâm vào cái ngón tay đó để chất lỏng chảy ra. Ông John Hagadon đã phải phẫu thuật cắt ngón tay đó sau khi quay video này để được đăng tải. Wow! Mình half and half. Quá khủng khiếp. Có mình nghĩa cũng là hơi half and half. Thật sự là rất là bất ngờ, thưa quý vị. Lê Thái sẽ đọc lại cái đáp án này, tại vì Lê Thái nổi da gà, Lê Thái bất ngờ. Rất là bất ngờ khi mà đây là một cái video thật, thưa quý vị. Cái đầu đáp án này, trên này không biết là bên phòng kỹ thuật có thể zoom cái mảnh giấy gần lại cho tất cả quý vị khán giả thấy cái từ cái tờ giấy hay không. Đây là cái đáp án mà bên phòng kỹ thuật đưa cho Lê Thái, và Lê Thái không biết và đọc rất là bất ngờ. Những gì anh chị thấy là thật. Video này từ một TikToker tên là John Hagadon. Nhiều chuyên gia và bác sĩ sau khi xem cái video trên đã đưa ra giả thuyết lý do có tình trạng như trên là vì bị phỏng hóa chất cấp độ 3. Wow. Các mô mềm trong ngón tay đã bị tan chảy, và ngoài ra có một số video quay lại cảnh ông ấy cầm lưỡi dao lam đâm vào ngón tay đó để chất lỏng chảy ra. Ông John Hagadon đã phải phẫu thuật cắt ngón tay đó sau khi video này được đăng tải ở trên TikTok. Rất là bất ngờ, thưa quý vị. Có nghĩa là ngón tay này là một cái ngón tay thiệt, và có một cái số video video kèm theo là ông lấy cái lưỡi dao lam ông rạch cái phần đó để cho nó chảy ra ngoài. Thật là kinh khủng để mà làm một cái video lên TikTok để mà thu hút cái lượt xem như vậy mà mất cái ngón tay. Thì em nghĩ là mấy cái TikToker này cũng quá gan khi mà làm cái điều này. Không thể nào mà chúng ta can đảm mà chúng ta làm điều được để làm điều hại được. Mình để đi làm cái TikTok mà hiện nay, thưa quý vị, rất là nhiều người cũng đang đam mê cái mạng xã hội như Facebook hay là YouTube hay là bên TikTok này nọ để mà thu hút cái lượt viewer với lại người được rating ở trên cái YouTube của mình hay là cái kênh của mình hay TikTok của mình, để nhiều người ta share và người ta chia sẻ và nhiều người coi để lấy cái số tiền đó. Thì nhiều người ta phải làm những cái hành động em thấy là rất là điên rồ, và đôi lúc mình dùng đúng từ là ngu muội luôn, thưa quý vị. Nhưng đây là mình không có đánh giá người ta là ngu, Lê Thái không có ý đánh giá ông này là ngu, nhưng mà thật sự là rất là bất ngờ khi mà xem cái video này. Lê Thái cứ tưởng chị Như Huyền là tưởng đeo ngón giả. Còn Lê Thái thì cứ tưởng là nó thật, nhưng là do cái đánh lạc hướng chúng ta bằng cái ánh đèn chiếu vào và mình mua cái ngón tay kế bên. Để mình thấy giống như là mình soi trứng gà vậy, quý vị. Giống như mình để một cái bóng đèn vào cái trứng gà, mình soi cái trứng gà thì mình có thể mình thấy được cái lòng đỏ bên trong. Lúc mà cái con gà nó có phôi thai ấy, thì nó sẽ nhúc nhích thì mình sẽ xem được cái lòng đỏ của trứng gà. Nhưng mà tay thì cái tay thì rất là khó, như tay thì nó mỏng với vỏ trứng. Mà vỏ trứng mình thấy rồi thì huống hồ chỉ có tay, thì em nghĩ như vậy thôi. Nhưng đây là cái video thật, thưa quý vị. Rất là hay khi mà xem một cái video này, quá bất ngờ khi mà Lê Thái và Như Huyền xem cái video này mà không biết quý vị lúc mà mới mà suy nghĩ ban đầu thì quý vị suy nghĩ như thế nào, và quý vị có thể comment ở dưới. Và quý vị khi mà đọc được cái câu trả lời giống như mà bên phòng kỹ thuật đưa cho Lê Thái và Như Huyền, chúng tôi cũng rất là bất ngờ, thì quý vị suy nghĩ như thế nào. Thật sự là đây là một cái video rất là khủng khiếp. Và nếu như mà có, em sẽ về em search cái tên của cái TikToker này tên là John Hagadon, thưa quý vị. John Hagadon, John Hagadon.
quý vị có thể lên TikTok quý vị coi hoặc là lên YouTube để coi search để mà chúng ta coi em sẽ lên coi. Cảm ơn Trí trong phòng kỹ thuật cũng như là cái idea mới của đài Liên Đoàn Sài Gòn TV đưa ra trong chương trình Cà Phê Sáng này, và hy vọng rằng sẽ được cái sự ủng hộ của quý vị và cũng nhận được cái comment nhiều, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số cái video thật là hấp dẫn hay hơn nữa trong cái chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần.